Xin chào tất cả mọi người ạ, em là cảnh hàng bãi Nhật ạ. Hôm nay thì em có lấy về được một số mẫu đồ đồng xưa cũ của Nhật ạ. Hôm nay thì em có lấy được là một số cái niêu hương bằng đồng này, size nhỏ, size lớn đều có nha bác. Và thêm một số cái mẫu chuông gõ mõ bằng đồng nữa, cũng có size nhỏ và size lớn nha. Có cái rất là to rồi ạ. Và thêm một số cái mẫu bình bông bằng đồng, cũng có size nhỏ size lớn rồi mẫu này mẫu kia đủ loại ạ. Mã đầu tiên hôm nay nó là mã H ạ. Mã đầu tiên là mã H1, nó là một cái lư hương bằng đồng nhỏ. Cái lư hương này thì nó có đường kính miệng của nó là 7 cm, đường kính miệng 7 cm, và chiều cao của nó là 5,5 cm ạ, 5,5 cm. Đấy, đồ đồng của Nhật này các bác, nó rất là đẹp luôn. Cái này đồ đồng của Nhật thì nó làm bằng đồng thau gần như là nguyên chất nên nó không có bị oxy hóa nha bác. Đồ của Việt Nam thì đồ đồng Việt Nam thì người ta cũng có pha nhiều, nên pha nhiều những cái hợp kim chất khác vào nên nó hay bị oxy hóa, nó hay bị sủi cái màu xanh xanh lên bề mặt ạ. Còn đồng của Nhật thì người ta để mấy chục năm hay là rất là lâu thì nó chỉ ngả màu xuống cái màu nâu như này nha bác. Nếu các bác thích thì các bác có thể đánh, mình dùng nỉ mình đánh là nó sẽ lộ đồng ra nhá. Nhưng mà em nghĩ là để như này thì nó vừa nhìn nó vừa cái cổ vừa xưa và đẹp này các bác. Ở trên cái nư hương này thì người ta cũng có khắc hoa văn trên đó này các bác, hình lá cây này đó. Cái này H1 nó là 150.000 H1 ạ, còn rất là đẹp luôn. Cái này thì em cũng đã chọn lọc rất là kỹ rồi, hàng được chọn lọc rất là kỹ. Nên nó gần như là đẹp, những cái nào mà hư hại thì em đã bỏ hết ra rồi ạ, trước khi lấy ạ. Cái số 2 cũng một cái nữ hương H2, đường kính miệng của nó là 7,7 cm và chiều cao của cái nữ hương này là 5,5 cm ạ, 5,5 cm. Cái này thì nó có bị cấn một vết nhỏ ở trên bề mặt đây nhá, có cấn một vết nhỏ ạ. Đó, cấn một vết nhỏ ạ. Này H2 nó là 130.000 ạ, H2 130.000. Cái bên trong này người ta xài thì về các bác nó dính bẩn thì về các bác vệ sinh đi nhá. Mình chà rửa đi, vệ sinh đi là hết ạ. H2 nó 130.000. Mã số tiếp theo mã H3. H3 cái này thì đường kính miệng của nó là 8,3 cm và chiều cao của cái lư hương này thì nó được là 6 cm ạ, chiều cao 6 cm. Bề mặt thì đẹp, không có cong vênh móp méo gì hết nha các bác, không có cấn dập gì ạ. Nó có ba chân này. Đó, đường kính miệng là 8,3 cm. Cái này nó là H3 180, màu đồng rất là đẹp luôn ạ. Mã số tiếp theo là H4. H4 cũng một cái lư hương nữa. Chiều dài đường kính miệng của nó là 8,7 cm và chiều cao của nó là được 6,3 cm, khoảng hơn 6 cm, 6,3. Cái này cũng đẹp này. Màu đồng nó ngả xuống nó thành màu sẫm xám này, màu xám lâu sẫm. Đó, H4 nó 190.000, không cong vênh gì hết. Mã số H5. H5 cũng một cái lư tương tự. Đường kính miệng của nó 8,7 ạ. Và chiều cao của nó thì được khoảng 6,5 cm. 6,5 cm ạ. Này. Bề mặt thì còn đẹp nhé, không chảy xước gì luôn ạ. Đó, bằng đồng. Trong lòng cũng còn đẹp luôn ạ. H5 190 ạ. Mã số tiếp theo H6. H6. Cái này thì đường kính miệng là 8,5 và chiều cao của nó là 6,5 ạ, 6,5. Đây. Cái này màu này là do là đồng lâu ngày nó ngả màu nó xuống cái màu như này nha bác, nó màu sẫm đấy. Còn bên trong nó là đồng hết đấy. Đây, nó chảy ra thì nó nộ cái đồng vàng ra này các bác. Và nó không hít nam châm đâu nha các bác. Cái này thì nó đang là đồng, nó không có pha nên nó không hít nam châm. H6 200, 200 ngàn. Mã số tiếp theo là H7 ạ. H7 là cái này thì đường kính miệng là 8,5, còn chiều cao thì nó là 6,5 ạ, chiều cao 6,5. Cái này thì nó có một vài vết xước nhỏ thôi. Đấy, xước nhỏ nó lộ đồng ra này các bác. Lộ cái lớp đồng bên trong ra đấy ạ. Cái này H7 nó là 220 ạ, 220. Mã số tiếp theo H8. H8 thì đường kính miệng của nó được 9,3 cm và chiều cao của nó là 7 cm, chiều cao 7 cm.
nay thì còn đẹp nguyên này, chưa, nó chưa xỉn màu luôn, màu vàng chói luôn. Này chắc là người ta chưa xài sao, chưa xài. H8 là 250.000. Mã số tiếp theo mã H9 á. H9 thì đường kính miệng cũng được 9,5 cm và chiều cao của nó cũng là khoảng 6,5 ạ, chiều cao 6,5. Cái này thì xỉn màu thành màu sẫm này. Này H9 250.000. Hàng còn đẹp nhau, không cong vênh mong méo gì ạ. H10 đường kính miệng cái này cũng được 9,5 và chiều cao của cái lư hương là được 6,5. Chiều cao 6,5. H10 này thì cũng 250.000. Này, còn đẹp nguyên si luôn. Bên trong gần như cái này hình như người ta cũng chưa xài luôn này các bác. Nó không dính tàn hương này. Đó, H10 là 250.000. Mã số tiếp theo là H11. Đây, cái này đường kính miệng được 10 cm ạ. Và chiều cao của cái lư hương này thì nó là 7 cm, chiều cao 7 cm. Đấy, bề mặt thì cũng đẹp nhau bác, không cong vênh móp méo hoặc chảy xước gì hết đâu ạ. Đó, trong này. Nay thì người ta đã sử dụng qua, về mình vệ sinh đi. Mình lấy cái búi chà nồi mình chà đi là nó sạch rồi ạ. Nó dính những cái vết cặn của tàn hương đấy ạ. H11 270 ạ. Mã số tiếp theo H12. H12 cũng một cái tương tự nữ hương. Đường kính miệng của nó là được 10 cm và chiều cao của nó là nó được 6,5 ạ. Chiều cao 6,5. Đấy, cái này thì cũng còn mới này các bác, gần như chưa xài này, lòng trong nó không dính tàn hương này. Đó, còn đẹp nguyên nhá. H12 280 ạ. Mã số tiếp theo H13. H13 thì cũng một cái tương tự cái lư hương. Chiều đường kính miệng của nó thì được khoảng 9,7 cm và chiều cao của nó là 6,5 cm, chiều cao 6,5 cm. Cái này thì đẹp không chảy xước gì hết. Và cái lòng bên trong của nó thì người ta cũng gần như là chưa xài luôn này các bác, không dính tàn hương này. H13 là 280 ạ. Mã số tiếp theo H14. Đường kính miệng là được 10 cm ạ. Và chiều cao của nó là được khoảng tầm 7,5 cm, 7,5 cm ạ. Cái này thì cái miệng thì nó bo tròn nhỏ này, còn hai bên bụng của nó thì nó phình ra này, quá phình tròn ra này. Đó, trên bề mặt thì người ta có khắc hoa văn hình bông hoa cũng rất là đẹp, khắc chìm nhé bác, nghệ nhân khắc chìm luôn ạ. Đó, cái này thì nó có dính tàn hương một tí ở ấy, về các bác lấy búi chà nồi mình chà đi là nó hết ạ. H14 là 350.000. Mã số tiếp theo là H15. Cái này thì đường kính miệng là 11 cm và chiều cao của nó là 7 cm ạ. Chiều cao 7 cm. Cái này thì cũng còn đẹp này các bác, không có chảy xước gì hết nhá. Đó, không cong vênh gì hết, trong nó có dính tàn hương, về mình vệ sinh thêm là nó sạch nhá. H15 nó là 350.000. Mã số tiếp theo là H16. H16 cũng một cái tương tự. Cái này thì đường kính miệng được 11,5 cm và chiều cao của cái nư hương này thì được 7 cm. Cái này thì gần như là hàng cũng chưa xài, không có dính tàn hương này. Đó. Cái này thì ở dưới đáy của nó có đóng chìm chữ nhật này các bác. Đó. Dưới đáy của cái lư hương có đóng dập chìm hai cái chữ nhật. Đó. Cái này là H16 cũng là 350.000. Có cái thì nó đóng chữ, có cái thì không nha các bác. Đó. Nó có cái thì đóng hoa văn, có cái cũng không luôn. Đấy, đến cái số H17. H17 này thì cái đường kính miệng của nó là cũng được khoảng là 11,5 cm, 11,3 cm ạ, 11,3. Và chiều cao của cái lư hương này thì hình như nó được 8 cm. Được sắp xỉ 8 cm ấy, khoảng 7,7 cm các bác. 7,7 cm ạ. Cái này thì người ta phủ lớp mạ màu kiểu màu đỏ này các bác. Phủ lớp mạ màu đỏ. Này H17 là 350.000. 350.000. Và số tiếp theo là H18. H18 thì cái này đường kính miệng của lư hương là 10,5 cm và chiều cao thì nó cao được 8 cm ạ, chiều cao 8 cm. Đây, cái miệng thì nó cũng co lại và cái bụng của cái lư hương nó phình ra này, phình to ra. Bề mặt thì cũng còn đẹp nhá bác, trên bề mặt
cái lư hương người ta có khắc chìm hoa văn hình bông hoa, cái đáy của nó đấy ạ. Này H18 nó là 350.000, 350.000. Mã số tiếp theo H19 ạ. Cũng một cái lư hương, cái này thì nó là kiểu hình vuông cánh hoa nha các bác. Cái lư hương hình vuông cánh hoa. Này đường kính chiều dài của nó là được 12,5. Chiều ngang của nó thì cũng là 12,5 luôn. Và nó cao là cao được khoảng 8 cm, cao 7, cao 8 cm, tầm 8 cm đấy. Ở bốn mặt của nó hoa văn rất là đẹp nha bác. Ở hai mặt hai bên thì nó có hoa văn là hình đám mây này, hình đám mây, và hai bên này thì có hoa văn hình con rồng được đắp nổi nha bác, đắp nổi trên bề mặt hoa văn hình con rồng, hai bên hoa văn hình con rồng và hai bên thì hoa văn hình đám mây, và nó có bốn cái chân này, bốn chân. Cái lư hương này ở đáy của nó thì nó cũng có đóng chìm chữ nhật này các bác, đóng chìm chữ nhật ở đáy của lư hương. Cái lư hương này nó là H14 19, nó là 450.000. 450.000 ạ. Mã số tiếp theo là H20. 20 cái này thì nó không biết là lư hương hay là cái bình ấy các bác. Đó. Cái đường kính miệng của nó là được 5,5 cm này. Và chiều cao của cái lư hương này thì nó được là 9 cm. 9 cm, nó có ba chân. Cái này thì hình tròn nhá các bác. Nó cái miệng của nó giống như là hình một cái bình ấy, cái bình này các bác. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Và ba chân của nó là người ta làm hình ba cái chú tiểu đang đang nâng nâng bình á, nâng lư nâng bình á, đây ạ, ba chú tiểu ạ. Và ở đáy của cái lư hương này thì người ta cũng có dập chìm hai cái chữ nhật này các bác, được dập chìm chữ nhật ạ. Cái này H20 nó là 400.000, 400.000. Đến mã số tiếp theo H21 là một cái lư hương nữa, size lớn ạ. Miệng rộng là 10, đường kính miệng là 12,5 và chiều cao của nó là được khoảng 9,5 cm. Chiều cao 9,5 cm. Đấy, nó cũng có ba chân này. Ba chân thì người ta có hình không biết hình mặt gì đó. Đây nó có hình này các bác. Và bên trong gần như là cũng chưa xài sao các bác, không có tàn hương bị dính ở bên trong ạ. Đó, bề mặt thì cũng còn đẹp, không có bị chảy xước hoặc cong vênh móp méo gì ạ. Cái này H21 nó là 450.000. Này đồ đồng mua rất là đắt tiền nha bác. Bình thường các bác đi mua cũng tầm 700-800 một ký. Đồ đồng chưa. Cái số H22 cũng một cái lư hương nữa. Đường kính miệng của nó là rộng là 12,5 và chiều cao của cái lư hương này thì nó cao 9 cm. Cao 9 cm ạ. Này thì cũng có ba chân này. Và ở trên bề mặt cái lư hương này thì người ta cũng có khắc chìm hình hoa lá này và có hình một con chim nữa, con chim nhỏ nữa. Đó. Cái lư hương này nó là H22 nó là 400.000, 400.000. Cái này hình như chưa xài này các bác, nó không có dính tàn hương này. Đến mã số tiếp theo H23 là một cái lư hương size lớn này các bác. Đường kính miệng của nó được là 18 cm, 18 cm. Và chiều cao lư hương là nó được là 13,5 cm, nó cao 13,5 cm và nó cũng có ba cái đế chân này. Và trên bề mặt cái lư hương thì người ta cũng khắc hình bông hoa sen hay sao các bác, bông hoa sen hay sao ạ. Và cái này thì còn đẹp nguyên nha bác, không có bị cong vênh hoặc là bị chảy xước gì đâu ạ. Cái này nó to nên nó cũng tương đối là nặng ạ. Nó nặng tới khoảng gần 1,8 kg, gần 1,8 kg, gần 1,8 kg đồng. H23 nó là 1.100.000, 1.100.000. Mã số tiếp theo mã H24 ạ. Mã H24 đến một số mẫu chuông nha các bác. Cái H24 là một cái chuông này, cái chuông gõ này. Cái chuông này thì nó có đường kính miệng là 8,5 và chiều cao của nó là 5 cm ạ, 5 cm. Nó còn lành nặng, không cong vênh móp méo gì hết nhá. Đây em gõ thử cho các bác coi nhá. Những cái này thì em test thử hết rồi, nó rất là vang luôn, tiếng rất là đanh và vang này. Đó. Cái này thì các bác về các bác phải để lên đế cơ. Với lại cái cây gõ của nó, cây gỗ gõ thì nó cũng phải khác thì nó mới cơ. Đó. Cái
Cái này thì nó là H24 150.000. Và số tiếp theo là H25. Cũng một cái chuồng nữa. Cái đường kính miệng của nó được 9 cm và chiều cao của nó là được 4 cm ạ. Đấy, cũng còn đẹp, không cong vênh gì hết ạ. Và đây em gõ thử nhé. Đó, tiếng của nó rất là đanh và vang luôn ạ. H25 170. Mã số tiếp theo H26 ạ. H26 thì đường kính miệng được là 10.5 cm này. Và chiều cao của nó được là 5.5 cm. Đấy, cũng còn đẹp nhá, không cong vênh móp méo gì hết luôn ạ. Đó, để em gõ thử này. Đó, rất là vang luôn đấy ạ. Tiếng rất là đanh và vang này. Cái này H26 300 ạ, 300. Mã số tiếp theo là H27. Cái chuông này đường kính miệng của nó thì được 9.7 cm và chiều cao cái chuông là được 7.5 cm. Cái này thì ở dưới đáy cái chuông còn tem của Nhật này các bác. Đấy, tem mác này. Này thì người ta có dập cái vân trên cái chuông luôn ạ. Đây, vân rất là đẹp này các bác. Để em gõ thử cho các bác này. Đó, rất là vang luôn ạ. H27 cái này 270.000. Đồng rất là dày luôn này các bác. Làm rất là dày. H27 270. Và số tiếp theo H28 cũng một cái chuông nữa. Đấy, đường kính chiều cái đường kính miệng của nó thì được khoảng 9.7 cm và chiều cao của nó thì cũng được 7 cm ạ, 7 cm. Này thì cũng còn đẹp và trên nó người ta có dập vân cái vân trên chuông luôn này các bác. Đó, để em gõ thử ạ. Đó. H28 là 250.000. Và số tiếp theo là H29 ạ. H29. Cái chuông này thì nó có đường kính là 12 cm và chiều cao của nó là được 6 cm ạ, 6 cm. Đây, đồng bề mặt còn đẹp. Trên bề mặt nó người ta có đắp cái vân hình đám mây rồi có hình chim rồi. Nói chung là chim rồi cả hình nàng tiên hay sao ấy, đây, hình nàng tiên hay sao ạ. Đó. Ta còn cũng còn đẹp. Đây. Này H29 nó là 350.000, 350.000. Mã số tiếp theo H30. H30 thì ở cái chuông này đường kính miệng là 12.5 và chiều cao của nó được là 9 cm, chiều cao 9 cm. Trên bề mặt cũng có dập vân này các bác. Dập vân ở bề mặt bên ngoài đó. Và còn đẹp, không cong vênh gì hết. Đó. Rất tiếng rất là kêu to và vang này. H30 nó là 400.000, H30 400. Mã số tiếp theo H31, một cái chuông lớn hơn. Thì cái này nó có đường kính là 15.5 cm và chiều cao của nó thì được là 13 cm ạ, chiều cao được 13 cm. Bề mặt thì có dập vân này các bác. Dập những cái vân trên bề mặt. Và đây người ta có đóng chữ Nhật này các bác, đóng 4 chữ Nhật ạ. Mấy cái này em không để ý xem có đóng chữ Nhật không. Mấy này thì không, còn cái này thì có đóng chữ Nhật này các bác. Đó, đóng chìm 4 cái chữ Nhật. Đó. Em gõ thử ạ. Này H31 nó là 550.000. Mã số tiếp theo H32. Một cái chuông lớn hơn nữa. Đường kính của nó là miệng 18.5 cm và chiều cao của nó được là 13.5 ạ, chiều cao 13.5. Đây. Bề mặt thì người ta có dập vân giống hình vảy cá rất là đẹp này các bác. Đó. Và cái miệng của nó đây, nó nộ màu nộ đồng ra này các bác, vàng ươm luôn. Đó, tiếng rất là vang luôn ạ. Kêu rất là to và vang. H32 nó là 800.000. Mã số tiếp theo là H33. Mã số tiếp theo H33. H33 là một cái chuông cực lớn luôn ạ. Chiều dài đường kính miệng của nó là 22 cm, 22.5 cm, và chiều cao của nó được là khoảng 17 cm. Đây, bề mặt thì dập vân giống hình vảy cá này các bác, dập vân hình vảy cá và đẹp. Đó, nó lộ cái lớp đồng ra này các bác, vàng ươm luôn ạ. Đây, em gõ thử ạ. Đó, cái này H33 thì là 1.300.000.
cực kỳ to luôn ạ. 233 1.300.000. Mã số tiếp theo là H34, là một cái bình bông cổ dài. Cái bình bông này thì nó cao tới là 28 cm, bình bông cao 28 cm. Cái này thì đường kính đáy của nó được là 3,5 này, còn đường kính miệng của nó thì nó được là 1,3 cm. Đó, cái này đây này các bác, nó xước ra thì mình nhìn thấy lớp đồng bên trong này các bác. Này về các bác cứ hít 500 thoải mái nhá, nó bằng đồng đấy, nó không có bị hút 500 đâu. Đồng người ta đồng xịn nó không pha nên không có hít 500 luôn ạ. Đó đấy, có một vài vết xước nó lộ lớp đồng ra đấy. Và ở đáy bình thì nó có dập chữ nhật ở đáy đấy ạ. Có một cái chữ nhật dập ở đáy bình. Cái bình H34 này 230.000. Mã số tiếp theo H35, cũng một cái bình bông. Cái bình bông này thì nó có chiều dài là 21 cm, đường kính đáy của nó được là 4,3 cm, và còn cái đường kính miệng thì được là 2,5 cm ạ. Đường kính miệng được 2,5 cm. Cái này thì bên ngoài thì người ta có mạ, một cái lớp mạ bên ngoài này các bác, và nó cũng người ta làm hoa văn rất là đẹp luôn, không có bị chảy xước bong chóc gì hết luôn ạ. Cái này bằng đồng nhưng mà người ta mạ bên ngoài này, một lớp mạ. Và ở phần đáy của bình thì có dập chữ nhật này các bác, có dập một dòng chữ nhật, dập tròn, dòng chữ nhật tròn này. H35 nó là 280.000. Mã số tiếp theo H36 là một cặp cái bình bông. Cái này thì các bác có thể là để trưng trên bàn thờ hoặc cắm hoa đều được nha bác. Cặp bình bông này thì nó hai bình nó giống y nhau luôn. Một cặp nó có, cái này thì nó có chiều cao là 14 cm này, và đường kính miệng của nó được là 10,5, đường kính đáy của nó thì được là 7 cm. Đó, ở nó có hai bên bình thì nó có cái quay thì được làm theo hình cái vòi voi nha bác. Vòi voi nó uốn cong này, vòi voi hai bên này, và ở trên thân bình thì có hoa văn là hình hai ngài Phật tổ nha bác. Phật tổ, hai ngài Phật tổ hai bên đây. Đây có hai bên này cũng có một người này quỳ trước hai ngài Phật tổ này. Còn bên này thì là có hoa văn hình hai Phật tổ ạ. Hai ngài Phật tổ. Đấy, hai bình giống y nhau ạ, còn rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua về siêu tầm hoặc trưng bày hoặc là mua về làm đồ thờ được ạ. Đây, ở dưới đáy hai cái bình này thì đều có dập chữ nhật nha bác, dập chìm ạ. Cặp bình này nó là H36, nó là 800.000, H36 800. Mã số tiếp theo là H37 ạ. Mã số tiếp theo mã H37. Không có mã H37, đến số H38 nhé quá. Mã H38 đấy ạ. H38. Đó là một cái bình bông nữa. Cái bình bông này thì nó cao là tầm 23 hoặc 24 cm, khoảng 23 cm, và đường kính đáy của nó thì được là 6,5, còn cái đường kính của cái bụng và vành bụng thì nó được là tầm 18 cm các bác. Cái vành bụng này thì nó phình ra là đường kính được khoảng 18 cm này. Cái này thì ở đáy thì nó có đóng một con dấu và cũng có dập chữ nhật ở đáy bình. Người ta có mạ bên ngoài một cái lớp sơn men nhé các bác, lớp mạ men này rất là đẹp luôn này các bác. Đấy, hoa văn cực đẹp luôn. Và cái bình đường kính miệng cắm bông nó được là 3,3 cm. Cái bình bông này thì là H38 là 850.000. Đó, bên trong bằng đồng, bên ngoài mạ lớp mạ bên ngoài và có hoa văn rất là đẹp ạ. Mã số tiếp theo là mã H39, cũng một cái bình bông. Chiều cao của bình là nó khoảng là 21 cm, và đường kính đáy thì được là 7,5, đường kính miệng thì được tầm 4 cm, đường kính miệng 4 cm, và cái đường kính của cái bụng của nó thì được 15, cái vành bụng này đường kính được 15. Và ở đáy bình thì người ta cũng có dập chữ nhật. Chữ nhật này giống như là chữ nhật cổ này các bác. Chữ nhật cổ ấy. Dập chìm. Đây,
Cái bình này thì người ta mạ bên ngoài một lớp sơn mạ màu xanh, và đây có ở những cạnh này nó chảy màn lớp sơn mạ ra, nó lộ cái lớp đồng bên trong này màu vàng này các bác. Đó, H39 là 750.000. Mã số tiếp theo là H40 ạ. H40 cũng một cái bình bông nữa. Bình này thì nó có chiều dài là chiều cao của nó là cũng khoảng là 21 cm, và đường kính đáy thì được là 8,5. Còn cái vành bụng thì đường kính nó thì nó tầm 18 cm. Cái vành bụng này thì đường kính được tầm 18 cm này. Đấy, trên người ta cũng có dập hoa văn rất là đẹp nữa. Và nó cũng có hai cái quai để hai quai hai bên bình hông bình này. Và cái đường kính miệng thì được là 9 cm. Ở đáy thì có dập chìm chữ nhật này các bác. Đó, dập con dấu có chữ nhật đấy ạ. Bình thì còn đẹp. Đây, nó lộ vết đồng ra này các bác. Có một vài vết sỉ xước nhỏ thì nó lộ đồng ra. Người ta cũng mạ bên ngoài lớp sơn mạ màu xanh lá cây. Xanh lá cây ạ. H40 nó là 1 triệu đồng. Mã số tiếp theo là H41 ạ. H41 một bình cắm bông. Bình này thì nó có chiều cao là 21,5. Đường kính đáy của nó là được là 7,7 cm, và cái đường kính vành bụng thì nó được tầm là khoảng 12 cm nha bác, 12-13 cm gì đó. Đây, đường kính vành bụng này được tầm 12-13 cm này. Ở phần dưới gần đáy bình thì người ta có dập vân giống như hình vảy cá này các bác, dập vân dập chìm á. Và đường kính miệng của bình thì được là 8,5 cm. Bình này thì cũng bằng đồng này các bác. Và người ta mạ bên ngoài một lớp sơn mạ màu nâu, lớp sơn mạ màu nâu. Và ở dưới đáy bình thì có đóng một con dấu hình vuông đóng dấu này. Cái con dấu này chắc là đáng những cái con dấu đặc trưng của những cái làng nghề sản xuất đây các bác. Đóng dấu đấy. H41 cái bình này thì là 700.000, 700. Mã số tiếp theo H42. Cũng một cái bình bông nữa. Bình này thì nó có chiều dài là 22 cm. Đường kính đáy của nó thì được là khoảng 5,8 cm. Còn đường kính miệng thì được là cũng tầm 5,8. Và ở giữa thì nó bụng của nó thì nó phình ra này. Phình ra thì chắc được khoảng 10 cm đấy, khoảng 9 đến 10 cm gì đó. Này thì nó cũng làm bằng đồng, và bên ngoài thì nó mạ sơn mạ màu nâu. Cái mẫu này thì người ta làm rất là đơn giản. Thì nó rất là đơn giản thôi ạ. Không có hoa văn, nó chỉ mạ sơn mạ bên ngoài thôi. Còn đáy bình đây có dập chữ nhật này các bác. Và nó có số 5. Cái này không biết có phải là năm sản xuất của nó không. Nếu năm sản xuất thì tính ra nó cũng sản xuất được tới khoảng 7-80 năm rồi đấy các bác. 1957, 7-80 năm đấy. Cái này các bác mà để thêm 20 năm nữa nó thành đồ cổ rồi. Đồ mà cứ quá 100 năm thì thành đồ cổ. Còn mấy chục năm là đồ xưa đó, đồ xưa cũ. Có chữ này, các bác có thể tra được nha các bác. Mình dịch chữ này, tra xem có đúng là sản xuất năm 1957 không ạ. H42 nó là 500.000. Mã số tiếp theo là H43. Cũng một cái bình bông nữa. Cái bình này thì nó có chiều cao là 25 cm. Đường kính đáy thì được là 6,8 cm, sấp xỉ 7 cm. Đường kính miệng thì được là 5,3 cm. Cái vành bụng của nó thì nó tầm khoảng 12 cm nha bác, 12 cm. Vành bụng tầm 12 cm. Cái này thì cũng bằng đồng đây. Các bác nhìn để ý cái cạnh này, nó chảy cái mạ ra thì nó lộ cái đồng vàng ra đấy. Còn người ta mạ một cái lớp mạ bên ngoài nó màu xanh ngũ sắc. Màu xanh nhiều màu đấy, màu xanh 3-4 màu gì đó, 5 màu gì đó. Đó. Đây, có mặt bên này thì là màu xanh nước biển, mặt bên này lại xanh lá cây này các bác. Đó, H43 nó là 800.000, H43 800. Hôm nay thì em lên 43 mã hàng đồ đồng trên video giới thiệu với các bác. Các bác theo dõi video mà quan tâm đến mặt hàng này thì có thể ủng hộ giúp em nhé. Số điện thoại thì em có ghi ở phần mô tả video ạ. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ạ. Em xin chào tạm biệt các bác ạ.